Sống ở thành phố hay các khu đô thị, nhiều khi nhớ quê nhớ nhà, hay coi TV thấy người ta trồng cây cảnh, trồng rau, trồng hoa nhìn cũng hay hay. Nhà cũng sẵn sân thượng hay ban công hay có mảnh đất nhỏ bê tông. Vậy thôi mua chậu nhựa trồng cây giá rẻ ông về trồng ít rau, trồng ít hoa, trồng cây kiểm chơi. Chậu nhựa nên giá không những rẻ mà còn rất bền vì là nhựa mà. Ngoài ra chậu nhựa có thể chọn loại chậu nhựa hình chữ nhật hoặc chậu nhựa hình tròn. Chậu nhựa trồng rau hay trồng cây ăn trái, trồng cây cảnh bé bé đều ok. Mau cho mình mấy chậu nhựa giá rẻ về trồng rau ăn chơi cho cả nhà nha. Còn đất cát hay hạt giống thì ở đâu cũng sẵn bán.